Đây nhá, chào cả nhà mình ạ. Video này thì anh em tôi sẽ quay chuyên một video phôi cho anh em đam mê chăn nuôi thích để giao lưu rồi. Cây phôi ba thân này, Con tám tơ này nhỉ, tán tầng đó này, là năm thần năm thân này. Đằng kia hai thân nhìn hơi khuất. anh nhìn cái đường chạy của thần này, xích xác rất đẹp anh nhỉ. Cây tán tầng già. Cẩn thận là ngã anh nhé. Ok. À đây, cái này xoay được này. Ok. Đấy. Rất già. Nào, xoay đi, xoay về mặt này, mặt trong này cho đỡ trơn đi ra kia. Ok rồi, đã nhìn rõ rồi. Thôi được rồi, để đấy. Sai cái tay chạy. Cái này em đang báo là 95 triệu nhá. Chỗ này là hơi trộn mà nữa em thấy chỗ đưa cho nó khỏe khỏe đấy. Cho nó ăn hết vào đây đất là cái nhổ nó phát sang cái chỗ khác. 95 củ. Phôi 8 tầng 95 triệu. Rồi, tiếp. Nhìn cái này rất là gỗ nhá. Bẹt dí. Nhìn cái đường đường này, tức là mình thử cái đường thò nó chạy này, nó vòng rích rắc rất đẹp nhé. Đúng rồi, đúng rồi. Đây này em đang giao lưu giá là 52 triệu. Ở đây không ăn xoay phải đi vòng quanh đấy, Ok. mặt cái này còn đẹp hơn bên ấy rồi. Đấy, 52 triệu. Quay cho các bác ngắm mà. Nhìn ra nhỉ. Đây này nó có cái hốc. Cái này chính nhãn làm đá cũng được. Nhờ. Rồi, ok. Vào bên trong rồi. Đây cũng kiểu dạng 8 tầng này. Làm toàn con này được cả 4 triệu rồi nhỉ. Hay đấy ạ. Úi dồi, thôi dừng lại. Đẹp phết đấy, chị đùa đâu. Đấy, chiều chính được rồi ạ. Được cái nó già. Già, quá già. Nguyên bản không đóng ghép. Tứ diện nhá. Diện đạo đẹp. 8 tầng phá mà. Chậu ấy chậu tàu ấy chứ. Không, chậu đồng này anh ạ. Đấy, anh xem chiêu đạo đẹp. Vấn đề nó cây nó cốt nó già. Đúng không? Vâng, cái này em đang báo là 42 triệu nha. Không, ok rồi. Rõ rồi. 42 củ. Ok. Rồi. Hai bên này. Tán tầng. Hầu như đều tán tầng phá rồi. Sợ nhỉ? Được cái ưu điểm là không đóng ghép. Hầu như tán tầng thì hầu như nguyên bản. Ít đóng ghép. Như cái nơi thì em đang giao lưu giá là 62 triệu. 62 mà cây này là bao nhiêu? 42 à? Vâng. Cây này nó to hơn. Không phải to hơn mà vách chạy nó đẹp hơn, về sau con này hoàn thiện nó đẹp hơn. Thế Con kia nó không lệch, nó không có độ bày, con này nó à? bày nhiều hết. 42, 26, 62 triệu.
này già lắm anh. Quá già. Cái này không hiểu nó chạy kiểu gì. Nó là thắn bơm. Ừ. Thắn nhở. Anh xem ấy. Thắn kiểu gì ấy. Thắn lệch cái gì ấy. Đấy, anh ngu xuống rồi mình rồi. Đấy, nhìn được không anh? Ừ, đây nè. Dưới này nhìn lên mới thấy nó già. Đây này, này em đang giao được 48 triệu này. Đấy, 48 triệu nhé. Một cái vài vách cho chạy đi. Nguyên bản không đóng ghép ạ. Ngay không đóng ghép là rất quan trọng. Nó xịn cây. Cây già. Ồ, ngọn sắp chốt rồi. Tập cái này. 48 củ. Nhiều lắm. Tức là phôi là biển đúng không? Cái này sắp hoàn thiện rồi. Đấy, toàn cục cục rồi. Các bác nhá. Cái này sắp hoàn thiện rồi. Đủ hết cốt canh rồi nhá. Tăng vào dầm anh ạ. Ừ. Con này hơi khó quay. Con này là 700 triệu. 75 triệu rồi này. Mình quay ở mặt kia đây các bạn nhé. Cái này chỗ 70. À con này các bạn xoay em quên mất. Giật gấu. Bảy mươi lăm triệu. Được không cả nhà? 75 triệu. Lắm phôi thế an phải nói rồi. Rồi rồi vào quá nhiều phôi. Anh nhìn độ ủ sụn này. Ừ. Tròn bệ. Lá này. Lá đời 40 quanh nằm nhé. Ừ. Rồi rồi. Tôi nghe em làm xí giờ. Thì đây là một cây xì mà em đánh giá là về chất lá, chất giá đẹp nhất. Ừ. Bởi vì anh nhìn này, cứ cắt một phát là nó sẽ nổi ú sụn này. Cái này không phải là già, cái này là do cơ địa nhá. Đấy là cái ngọn này mới làm được 2 năm mà nó đã ú sụn ra rồi. Còn nó thon rồi, anh nhìn này, nó như ốc bầu tất. Nó như kiểu cây mai, mai nu gò công ấy nhỉ. Đấy, anh quay ở bên đây nhá. Cây rất sạch sẽ. Nhìn rất thích. Nó ôm một cái viên đá, đá này là đá đá nhú. Ừ. Đá trong hàng động ạ. Cái này em đang báo là 12 triệu nhá. Đẹp nhỉ. Ừ. Cái xì này đẹp ghê. Chót giá nhỉ. 52 triệu. Đấy, đây cũng là một xì nữa. Con này thì lớn nhanh lắm. Con này em đang báo là 38 triệu nhá. À. Hay là lớn nhanh nữa. Cần gì nhanh. Cứ bình tĩnh thôi cũng được. Có những cái mà mình cảm thấy dễ nhìn thì mình quay 38 triệu rồi. Đây này, phôi này với ác này. Phôi này phôi hình thú anh ạ. Ừ. Phôi này với gấu, hình đúng hình con thú. Sau này uốn hình con thú như con chó nằm trong cửa nhà ấy. Anh bảo con chó nó mất giá, còn nó còn lòn. Lần. À, con kỳ lần. Bảo con chó nó mất giá. Hai mặt anh nha. Ừ. Hai mặt đều giống con thú. Con này 75 triệu anh nhé. Cây này làm sau này làm thành cây nhìn hoành tráng lắm này. À. Quá hoành tráng. Này, sau này tương lai.
Đấy, hai mặt, mặt bên này như vậy. Hình như nhau, đẹp như nhau. 75 triệu. Cha còn trực ở bên kênh này nhé. Rất là già. Đấy, đây, cái trực này. Nhìn vào cũng nua thấy uy tín rồi. Cái này nguyên bản đấy chứ. Nó đóng ghép hai tay ra nhưng mà lồ luôn rồi. Ờ nhỉ, nhưng mà nó ngấu ra rồi. Vâng. Chất nhỉ. Vâng. Cái này mấy đồng? Đây, hiện tại đang ra lưa 75 triệu. Thôi hãy lấy tỏ nhé. Trộn là trộn 1m1 đấy. Chuẩn bị hòn ra nhé. Triệu. Quá nhiều chứ không phải nhiều. Phôi quá, ăn có khi phải đến đôi trăm gốc phôi. 300 đúng không? Còn một vườn bên kia nữa. Đây toàn hàng to nè. Đấy, cái này đẹp anh. Cái này dài chiều. Đấy, em dựng từ lúc cụt đấy. Cái này phải tiền trăm. Cái này báo rồi. Con này đây, 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 3 vài. Cái này 95 triệu. Ngoài báo 88 triệu rồi. Đúng rồi, cũng 3 vài. Trộn là trộn 1 mét nhé. Trộn là trộn tờ nhé. Ừ. Cái này 4 người khiêng nặng này. 4 người khiêng mà không khiêng được. Đấy, cái chỗ này nó nhét đá nhìn rất hợp lý. Đấy, thôi. Sao bên đây này nhỉ? 88 triệu. Phát phát. Đấy, cái này người A kìa. A nu rồi. Còn nó cứ gài mình còn lại lấy cái ngọn cái canh ấy rồi. Đấy, nhìn nó gài nù tư bệ tư thòn nhá. Đấy, cổ ngọn là chuẩn bị được nhát rồi. Cắt ngọn. Ngọn đấy à? À, ngọn ngọn đánh lên, đánh cái này xong đánh sang bên này. Nói chung nhiều cây rồi. Còn cái này em đang cũng đang báo 85 triệu rồi. 85 triệu. Cái này chỗ mét mốt đấy anh nhá. Chậu tờ đấy. Bể bãi sạch. Gỗ này sợ. Không sợ nó mụt à? Đã, em nuôi nó 2 năm nay rồi có sợ rồi. Ừ. Tính nghe về sau à, em cho nó nuôi chậu gỗ các. Chậu gỗ này thì nó mát cây. Ừ. Dạ. Đúng rồi. Dài. 85 triệu. Ừ. Nào, đi xem có cây nào nữa. Đá được thì đá. Đây quý vị ạ, rất nhiều phôi luôn. Đấy. Quá nhiều phôi luôn. Thì, nếu mà quý vị có nhu cầu mà chơi phôi thì liên hệ em An. Nhiều lắm. Em ấy có khoảng 300 gốc. 300 gốc phôi lớn bé. Đấy. Nhiều cực kỳ luôn. Thơm thế, mùi mai chiếu thủy.